Leonardo da Vinci đã từng nói, "Simplicity is the ultimate sophistication." Có nghĩa, đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế. Tôi có thể tự tin nói rằng, và bạn chắc cũng cùng thừa nhận với tôi, Bradley Quinn là thợ săn thành công nhất mà đội ngũ Identity Five đã từng tạo ra. Sau sự độc tôn của Rimwitch trên các thứ hạng Hunter, cùng tần suất xuất hiện trong các giải đấu, Mary là cái tên duy nhất đủ mạnh mẽ và hào nhoáng để đứng ngang hàng với nữ thần rắn. Nếu như mộng phù thủy nổi tiếng khó chơi với bộ skill thuộc hàng phức tạp nhất, thì Bradley Quinn lại ngược lại, đơn giản đến mức tối giản. Chính điều đó đã khiến Mary ghi điểm trong mắt cả những người chơi mới và những người vừa làm quen với Hunter. Và mảnh ghép cuối cùng khiến Bradley Quinn trở thành một biểu tượng, đó là tạo hình. Có lẽ một Hunter to lớn, dị hợm, đáng sợ sẽ dọa chết khiếp được những kẻ sống sót. Nhưng từ cổ chí kim, anh hùng hảo hán đều không qua được ải mỹ nhân. Bradley Quinn, quý bà đỏ là một thợ săn gây sát thương thuần bằng đòn đánh tay. Kỹ năng của cô là đặt ra một chiếc gương nước, tạo ảnh phản chiếu của mình ở phía bên kia, sao chép hành động và di chuyển theo cô. Ảnh phản chiếu có thể gây sát thương tương tự như bà làm. Kỹ năng đầu tiên, ảnh phản chiếu, triệu hồi gương nước và hình ảnh phản chiếu của phía đối diện. Ảnh phản chiếu ngoài việc sao chép hành động, động thái di chuyển ra, còn có thể di chuyển xuyên qua địa hình mà không thể bị các survival tác động như choáng, đập pallet, tích sọ hay là hit cú. Và ảnh phản chiếu không có tiếng tim đập cảnh báo. Trong thời gian gương tồn tại có thể tái kích hoạt kỹ năng và đổi vị trí giữa người và bóng một lần duy nhất. Kỹ năng số 2 là nghiêng gương. Nếu có kẻ sống sót trong vòng 25m gần gương nước, Mary có thể xoay gương để dịch chuyển ảnh phản chiếu hướng tới survival đó. Trường hợp có nhiều survival sẽ chọn survival gần với ảnh phản chiếu nhất. Kỹ năng cuối cùng là vào gương, kỹ năng nâng cấp, không cần sử dụng. Sau khi mở khóa tối đa hiện diện, triệu hồi gương nước trong phạm vi 5m quanh một kẻ sống sót sẽ tạo ra ảnh phản chiếu của kẻ gần gương nhất, có thể gây sát thương lên ảnh phản chiếu và kẻ sống sót nhận sát thương tương đương. Nếu kẻ sống sót bị phản chiếu ảnh nhận sát thương một lần từ Mary, bất kể vào người hay vào ảnh, ảnh phản chiếu của survival đó sẽ biến mất. Phần số 2, một số tip và fact. Backstory lẫn tên của Mary được lấy cảm hứng phần lớn từ tiểu sử của nữ hoàng Pháp, Mary Antoinette. Điển hình là sự việc bị hành hình trên máy chém, và chém cái gì thì ai cũng biết. Một kẻ sống sót chỉ có thể nhận sát thương một lần nếu bị cả chủ thể và cả bóng đánh. Nhưng có nghĩa là bạn có thể gây sát thương lên hai kẻ sống sót bằng một đòn đánh duy nhất. Đặc biệt, cách one hit bằng Mary. Ảnh phản chiếu có thể di chuyển xuyên địa hình, đòn đánh từ ảnh phản chiếu cũng vậy. Bóng hay ảnh phản chiếu tuy rằng sao chép hình dạng di chuyển cũng như hành động của Mary, nhưng hitbox thì lớn hơn nhiều so với chủ thể. Điều đó cũng có nghĩa bóng dễ đánh hơn vào ghế. Tất nhiên, bóng đánh vào ghế, chủ thể cũng phải thực hiện hành động vuốt dao hồi đòn rồi. Ảnh phản chiếu có thể phát hiện vị trí survival quanh đó trên cả tầng 2 hay tầng hầm, nhưng sẽ không phát hiện được kẻ thăm dò trong hình dạng tí hon. Vậy nên, Mary không cần tới cắm mắt. Nếu bạn đổi vị trí với ảnh phản chiếu trong khi ảnh đang đứng ở không trung, nhân vật sẽ xuất hiện ở địa hình gần đó nhất, không phải rơi xuống đất theo như hình chiếu. Nếu đổi bóng trong khi đang ở giữa khu vực địa hình, có thể lên thẳng tầng 2. Cơ chế skill xoay gương. Mình muốn giải thích một chút về cơ chế của skill nghiêng gương. Nếu như ảnh phản chiếu tạo ra bóng đối xứng với Mary qua mặt phẳng là gương, thì nghiêng gương giúp thay đổi góc của mặt phẳng đó, khiến cho hình ảnh phản chiếu qua gương thay đổi nhưng vẫn đối xứng với Mary. Vậy tại sao có lúc xoay gương khiến ảnh phản chiếu đứng sát survival, có lúc lại không? Gọi gương nước là tâm đường tròn, khoảng cách từ Mary tới tâm luôn bằng khoảng cách từ ảnh phản chiếu tới gương. Khi xoay gương, vị trí của ảnh phản chiếu sẽ luôn nằm trên đường tròn đó. Ở vị trí nào, tùy thuộc vào survival gần đó, nhưng chỉ có thể nằm trên đường tròn bán kính là khoảng cách từ Mary tới gương. Bạn muốn ảnh phản chiếu sau khi xoay gương đứng sát survival thì hãy coi gương là tâm và survival kia là một điểm thuộc đường tròn. Khoảng cách từ bạn tới gương mà khoảng cách từ gương tới sơ thì bạn sẽ có một pha xoay gương đẹp. Đặt hai gương liên tiếp. Trong thời gian hồi gương, nếu mở khóa full hiện diện, countdown sẽ được reset. Lưu ý, thời gian hồi chỉ được reset sau khi thời gian gương bắt đầu đếm số, tức là sau khi gương đã biến mất. Độc quyền, có thể dùng ảnh phản chiếu đánh Terror Shock sơ đang ở trên tàu điện, thị trấn say ngủ. Phần số 3, khắc chế. Các survival có khả năng làm choáng Hunter tỏ ra không hiệu quả khi bị quý ba đỏ theo đuổi, và đúng hơn là khi bị ảnh phản chiếu truy đuổi. Ngoài các rescuer thì hương sư và nữ chủ tế tỏ ra khó nhằn với quý ba đỏ. Nếu như không thể thoát khỏi bóng hình của người đẹp, chi bằng ta để nàng cứa một lưỡi dao lên da thịt này. Việc Mary unlock được skill cũng không quá đáng sợ với các Kaiter, vậy nên hương sư xứng đáng trở thành Kaiter số 1 khi đối đầu với Baron Red. Về phần chủ tế, những chiếc cổng giúp cô nàng di chuyển các khu vực địa hình giúp thoát khỏi tầm tấn công của chiếc bóng. Ngoài các survival có kỹ năng di chuyển như cao bồi, tiền đạo, lính thuê cũng tốt khi đối đầu với quý bà đỏ. Tóm gọn lại, cách mà Baron Red bắt survival là tie guy, tức là khép góc và truy đuổi trong một khu vực nhỏ bất kể địa hình, thứ mà các Hunter khác thấy khó khăn.
Nếu có thể, hãy thay đổi bãi cai khi cô ta bắt đầu đặt gương. Bạn không muốn cai một lúc 2 hunter đâu. Và sau đây, sau những giờ vút lý thuyết căng thẳng, cùng mình đi vào giờ thực hành nào. Khách mời ngày hôm nay là bé Lợi, Beach Amarabred. Bản đồ là làng ven hồ, một bản đồ lớn và có nhiều khu vực địa hình phức tạp. Bảng thiên phú được sử dụng là 3-6. Với việc lấy các điểm khi có kẻ sống sót ngồi trên ghế, 2 điểm vào hồi đòn và 1 điểm vào soi vị trí một survival bất kỳ. 2 điểm thường được các người chơi quý bao đỏ mang để có thể double down và kiểm soát máy. Đoán được dấu tay ở máy giữa của lính thuê nên tiến sâu vào trong. Nhưng nữ chủ tế đã đoán được hướng đi và vị trí spawn nên lần vào trong tít góc map. Có lẽ thì chạy thêm một bước nữa thôi là dấu tay sẽ xuất hiện rồi. Quyết định quay lại và tiến ra máy gần cổng biển vì nghĩ rằng người đáng nhẽ ở khu vực thuyền cạn đã chạy ra chỗ của máy này. Robot giấu ở giữa đường nhưng lịch thuê đã phách mất dấu tay rồi. Thấy cổng xanh của chủ tế, liền đặt gương mắc tầm ra. Có ngay hit của thợ máy và pháo đi cổng dài. Liên tục là kéo đòn đánh đi qua ván, chứ không tỏ ra rén một chút nào. Chỉ đợi thợ máy đi vào đúng khu là đặt gương khép góc. Mất nhiều thời gian để tìm survival, máy cuộc hương sư và cả lính thuê đã xong rồi. Không để phí vạng nhánh soi thì lại một lần nữa đặt gương rất xa. Có hit của nữ chủ tế. Người mà mất nhiều thời gian núp và gọi cổng, thợ máy trong lúc lên ghế đã điều robot tới sửa máy cũ của mình ở nhà gỗ. Giải cứu thành công, lính thuê phải chịu ăn một hit. Về cơ bản, phía survival vẫn đang làm tốt, việc chủ tế mất máu không ảnh hưởng lắm. Khu ngoài biển tuy có nhiều ván nhưng sẽ là một khu chết nếu bạn cài Manabred. Nói chính xác hơn là khi Manabred có gương. Giai đoạn quyết định của trận đấu. Lần lên ghế thứ hai của thợ máy, nói về tình hình lúc này một chút. Máy của chủ tế ở thuyền cạn đã xong. Lính thuê cùng robot sẽ hoàn thành sớm máy ở nhà nhỏ. Hương sư ôm máy cuối ở dưới thuyền. Kịch bản vẽ ra sẽ là lính thuê tới giải cứu lần 2, thợ máy chạy về phía của thuyền và sau khi cục sẽ Bram. Mình nghĩ sẽ khó để bắt được một survival trên thuyền trong một khoảng thời gian ngắn trước khi phía survival kịp mở cổng. Vì chỉ cần một trong hai cổng mở thôi, chủ tế sẽ gọi cổng kéo sang phía còn lại. Vậy hãy xem Marabred trong tay Lợi đang xoay sở như thế nào. Những thông tin mà góc nhìn của Lợi, chứ không phải góc nhìn của tôi và các bạn, nó sẽ như thế này. Máy đầu tiên xong ở trên thuyền, chắc chắn là của Hương sư. Tại sao? Chủ tế bị soi ở thuyền cạn, lính thuê xong máy ở giữa và đang răng ra cứu. Từ nãy cai nên chắc robot không thể sửa xong được. Ok, Hương sư xong máy ở trên thuyền sẽ xuống sửa ngay máy ở dưới. Lần lên ghế thứ hai, máy nổ ở thuyền cạn là của chủ tế. Máy ở nhà nhỏ là nơi Marabred lấy ít của thợ máy. Máy đó là máy dở và thợ máy sẽ điều robot ra sửa nốt. Sau khi giải cứu lần đầu thì lính thuê đã chạy về hướng nhà nhỏ nên máy đó sẽ xong trước máy thứ hai của Hương sư. Tình huống rõ ràng là vậy nếu mọi người phân tích được. Ở lúc này thì Lợi đã có một quyết định táo bạo là chạy về máy của Hương sư, máy mà anh ta nghĩ rằng đó là máy cuối. Đặt gương tạo bóng về ghế, đổi sang bất thường và bùm, mất máy cuối. Xoay gương về cam thở máy tiếp, hơi tiếc một chút là cái gương hơi lệch, nên khi đổi bóng về, váy lại phải lội nước. Lính thuê đã hết nhánh 6 và thợ máy lên ghế lần cuối. Một ván thua trong tầm tay hiện tại đã được cứu vãn. Phía survival có vẻ là khá tự tin khi nữ chủ tế đứng sẵn ở cổng rồi. Chủ tế gọi cổng từ hai góc bản đồ cho Hương sư, biết được vị trí của chủ tế. Cũng có nghĩa là phía survival ngoài máy này ra không có máy Bram thứ hai. Đặt gương ra lỗ Hương sư. Thank you.
chủ tế dính quạng, tư thế thẳng, survival bỗng vỡ trận. Ba máy hiện tại còn trên bản đồ là máy ở biển cạnh ghế của thợ máy bay, đang được lính thuê sửa. Máy của hương sư dưới thuyền vừa bị đá và máy gần cổng biển mới tinh. Vác quạ ra máy lính thuê, cái này gọi là quẩy sớm ăn gì. Không có những lời cảm ơn dưới từ anh bạn có một chữ W như rất nhiều dấu chấm. Hương sư cũng không kém cạnh, bắt đầu công khai một cuộc chiến tranh lạnh. Đầu lòng hay à, cai tơ, chủ tế là chị, em là hương sư. Mai đề cốt, binh tinh thần, mỗi người một nháy, cả nhà thank you. Người đàn ông đứng giữa luôn giữ được cái đầu lạnh, có niềm tin vào một chiếc máy Pram. Giờ mà cam ghế là sẽ có máy Pram. Xoay lên bắt hương sư ngay. Để không khiến hai chị em ghen tị thì Madame đã lôi Thúy Vi về đúng ghế của Thúy Phương. Cứu luôn thì không ổn vì chưa có máy Pram. Kim nắp long vòng câu kéo thêm thời gian cho Thúy Phương giải máy. Đánh lông mà lại trúng ghế rồi. Giải cứu thành công, block thành công luôn. 10 điểm kim nắp. Đi loanh quanh đợi hồi hương thôi, quên làm sao được. Máy này 70% rồi, ham đổi hương sư, lên ghế lần thứ hai là mất hết. Check được hầm ở đây luôn. Ra vào là không được mượt tới từ Thúy Phương. Vẫn tiếp tục lôi về ghế nóng với nhánh 3. Trong lúc đó Kim Trọng vừa mới qua lại với Thúy Vi, giờ đã căng tràn sức sống như cô gái đôi mươi. Mỗi người một máy, ý định là rõ ràng. Chỗ này hơi trách lợi một chút là đi qua cổng không tiện tay đá cái máy. Chọn máy của lính thuê đặt gương qua. Chỗ này trách phần của lính thuê không nhạy bén. Một trong hai máy sẽ Pram. Nếu Baranet đặt gương bên nào thì bên đó sẽ chạy ra cứu ghế để bên còn lại Pram. Với hai găng thì mình tin không khó để lính thuê Dash ra cứu chủ tế. Lính thuê ăn hit, hương sư xóa bỏ hiếm khích tới cứu người chị em sương máu. Ơi, nhưng mà Kim Nát đang làm gì thế này? 15 giây của nội tại sửa đốt máy, chứ giờ sẹo bơi vào chỗ thị phi làm gì? Rồi xong, hai người máu lô đông gục. Thúy Phương chạy đâu cho gọi nắng với Tú Bà. Mọi gì mới đằng sau, chỉ làm cho câu chuyện không kết thúc đẹp trở nên lê thê. Đùa vui một chút như vậy thôi, ván này cả Survival và Hunter đều chơi tốt. Nhưng sự nhạy bén đến từ Maramaret trong tay lợi và sự không hiểu ý tới team Survival đã dẫn đến một trận thua mà mình cho rằng vẫn còn tiếp tục ở bảng chat sau trận đấu. Mình đã phân tích khá chi tiết trong ván đấu, vậy nên sẽ không có phần phân tích chi tiết. Cảm ơn bất kỳ ai đã xem tới đây. Video hướng dẫn sắp tới, mình sẽ định mở vote để mọi người chọn Hunter hay Survival sẽ được mình làm video tiếp theo. Bình chọn ở cuối video này, trên Facebook, xem mình có nên làm vậy không nhé. Như thường lệ, mình lấy, mình làm các nội dung đâu ra đấy về Identity 5 và mình có stream.
Xin chào và hẹn gặp lại.